Chào các em. Các em làm tiếp đề này nhé. Các em làm câu 36. P thay đổi. Diện tích tam giác. Các em sẽ viết phương trình đoạn chắn của mặt phẳng P đúng không nhỉ? Viết phương trình mặt phẳng P nhé. Đấy, phương trình của P này. Đi qua A cho nên là sẽ là x trên 2 cộng y trên B cộng z trên C bằng 1 này. Lại qua M đúng không? M thuộc P. Đấy, M thuộc P nên có này. 1 phần 2 cộng 1 trên B cộng 1 trên C bằng 1 này. Đấy, 1 phần 2 chuyển sang đây. Thì sẽ tương đương với 1 trên B cộng 1 trên C bằng 1 phần 2. Đấy, cái này sẽ tương đương với B cộng C sẽ bằng BC trên 2 đúng không? Đấy, thế mà lại luôn lớn hơn bằng 2 lần căn BC đúng không nhỉ? Đấy, BC lớn không rồi. Đấy, đây là cosi đúng không nhỉ? Đấy, bất đẳng thức cosi. Đấy, trung bình. Tổng này lớn bằng 2 lần trung bình nhân này. Thì sẽ tương đương với cả BC này, căn BC này. Đấy. Hoặc là BC bình đi. Căn BC. Đấy, căn BC nhân với cả căn BC trừ 4 đúng không? Trừ 4. Đấy, lớn bằng 0. Đấy, trong trái ngoài cùng đúng không nhỉ? Đấy, thì bây giờ sẽ rút ra là căn BC phải lớn hơn bằng 4. Đấy, căn BC phải lớn bằng 4. Đấy, cái này tương đương BC sẽ lớn bằng 16. Đấy, thế bây giờ thử tính diện tích tam giác theo theo tích có hướng của AB với cả AC nhé. Đấy. Đấy, có vector AB này. Đấy. Trừ 2B 0 này. Đấy, thế còn AC. Đấy, AC là AC trừ 2 0 C. Thế thì diện tích của ABC sẽ bằng 1 phần 2 độ lớn. Độ lớn của tích có hướng. Đấy, của AB và AC. Đấy, thế thì bằng 1 phần 2 tích có hướng của hai vector này. Thế thì B nhân C là BC này. Đấy, BC trừ 0 đúng không? Đấy, hoành độ là BC. Tung độ thì 0 này. Đấy, trừ đi trừ 2 thành cộng 2C đúng không? Đấy, 2C. Thế còn cao độ thì trừ 2 nhân 0 là 0 này. Đấy, trừ B nhân trừ 2 là cộng 2B đúng không? 2B. Đấy. Đấy, độ lớn vector này. Đấy, thế thì sẽ bằng
Đấy, 1 phần 2 căn của đấy, BC bình đúng không? Ừ. B bình C bình này. Cộng 4C bình cộng 4B bình. Ừ. Đấy, thế thì à. Này đưa về B cộng C tất cả bình đúng không? Đấy, tất cả bình. Ừ. Đây là đấy, B bình C bình giữ nguyên này. Đấy, đây là cộng 4B cộng C tất cả bình này. Ừ. Thế thì phải trừ đi 2BC, trừ đi 8BC đúng không? Ừ. Đấy, trừ 8BC. Đấy, trừ 8BC. Ừ. Đấy, thế mà B cộng C này lại bằng BC trên 2, được chưa? Đấy, BC trên 2. Ừ. Đấy, BC trên 2 này. Thế thì là thành BC bình đúng không? Ừ. Đấy, BC bình trên 4 đúng không? BC bình trên 4 với 4 đây hết đúng không? BC bình thì đây thành 2BC bình đúng không? Đấy, 2BC bình. Ừ. Đấy, 2BC bình. Thế thì 2 nhân với cả đấy, B bình C bình này, à BC này. Đấy, cho vào hàng đẳng thức luôn được chưa? Ừ, đây là 4 đúng không? Thì sẽ là trừ 2. Đấy, tất cả bình. Ừ. Ừ. 2 2B bình C bình này. Đấy, 8BC này, đây là -4, -4 nhân 2 sẽ thành -8 được chưa nhỉ? -8BC. Và phải đây là 4, 4 nhân 2 bằng 8 đúng không? Thêm 8 vào thì giờ phải -8 được chưa nhỉ? Đấy. Ừ. Đấy, thế thì nhìn vào đây thấy là BC nó luôn lớn hơn hơn hoặc bằng 16 rồi. Được chưa nhỉ? Đấy, thế thì suy ra S min ngay, được chưa? Đấy. Đấy, bằng S. Ừ. Đấy, thế thì S sẽ min khi BC bằng 16 ngay, tại vì BC nó luôn lớn bằng 16, được chưa? Đấy, càng tăng BC thì diện tích sẽ càng tăng, được chưa nhỉ? Đấy, đây. Đấy, chỉ có BC ở đây thôi. Đấy, thế nên suy ra đấy, suy ra S min. Đấy, S min khi BC bằng 16. Ừ, 16. 16. Đấy, BC bằng 16 có ngay được chưa nhỉ? Đấy. Có ngay D. Ừ. Đấy, 36 là D được chưa? Đấy, D. Ừ. Kém chuyển. Cốt góc tạo bởi hai mặt phẳng này. Đấy, bây giờ mà tính trực tiếp góc giữa hai cái mặt phẳng này nó chéo nhau thì nó hơi phức tạp đúng không nhỉ?
Đấy, cho nên là các em có thể là dùng phương pháp tọa độ. Đấy, các em gán tọa độ cho các đỉnh của các điểm của hình và sẽ dùng tọa độ nha. Đấy. Các em có thể dùng tọa độ. Đấy, gắn A vào gốc tọa độ này. Đấy, cho A là 0,0,0. Đấy, B là trên trục hoành đi. Đấy, B sẽ là 3,0,0. Thế còn là C cho vào trục tung sẽ là 0,4,0. Gọi V là trung điểm BC đi. Đấy, có ngay V được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, V V là 3 phần 2 2 0. Thế thì sẽ có độ dài của B phẩy V. Đấy, sẽ có B phẩy V bình sẽ bằng đấy, B phẩy nó vuông ở đây đúng nhỉ? Đấy, vuông. Đúng, vuông. Đấy, B phẩy B bình trừ đi BV bình. Đấy, 61 phần 4 đúng không? Đấy, 61 phần 4. Đấy, BC thì bằng 5 đúng nhỉ? Đấy, BC tính theo BA với cả AC thì BC bằng 5. Đấy, BC bằng 5. Đấy, cho nên BV sẽ bằng là 5 phần 2. Đấy, thì sẽ bằng 61 phần 4 này. Trừ 25 phần 4 này. Đấy, thế thì bằng 9 đúng không? 36. Đấy, 36 là bằng 9 nên sẽ có ngay VB phẩy. VB phẩy bằng 3 được chưa nhỉ? Đúng rồi, VB phẩy bằng 3. Đấy, thế thì sẽ suy ra ngay. Đấy, suy ra ngay tọa độ của B VB phẩy bằng 3 này. Đấy, VB phẩy. Đấy, thì B phẩy đấy, B phẩy đấy, suy ra B phẩy này đấy, suy ra B phẩy đấy, B phẩy hoành độ và tung độ thì sẽ bằng của V được chưa đấy, còn cao độ thì sẽ bằng 3 được chưa nhỉ đấy, đấy đây hoành độ và tung độ đấy sẽ bằng V đấy, nhưng cao độ sẽ bằng 3, sẽ bằng cái độ lớn của VB phẩy được chưa đấy. Đấy, thế là các em có tọa độ của B phẩy đúng nhỉ, đấy. Có tọa độ B phẩy đấy, có tọa độ B phẩy rồi, thế thì sẽ có ngay ngay vector BB phẩy đúng nhỉ. Đấy, BB phẩy. Có ngay vector BB phẩy. Đấy, sẽ là trừ 3 phần 2. Đấy, trừ 3 phần 2 này. 2, 3. Đấy, cho nên suy ra ngay tọa độ của A phẩy đúng không? A phẩy.
Đấy, vector AA phẩy bằng vector BB phẩy, được chưa nhỉ? Đấy, nên là có BB phẩy suy ngay ra A phẩy, đúng không? Đấy. Đấy, A phẩy đúng tọa độ này luôn. Đấy, trừ 3 phần 2, 2, 3. Đấy. Thế còn suy ra M. Suy ra M. Đấy, suy ra M là trung điểm của A phẩy B phẩy. Đấy thì trung điểm thì 0, 2, 3. Đấy. Rồi, thế là đã có hết còn C phẩy nữa. Có C phẩy. Đấy, C, C phẩy. Đấy, C, C phẩy thì bằng A, A phẩy, được chưa nhỉ? Đấy, bằng BB phẩy này. Đấy, C phẩy. C phẩy C. Đây, C đây. Đấy, C, C phẩy thì bằng BB phẩy. Đấy, thế cho nên là C, C phẩy. Đấy, C phẩy sẽ phải là trừ 3 phần 2, được chưa nhỉ? Đấy, trừ 3 phần 2. Tung độ là 2. Thì bây giờ sẽ là 6, được chưa nhỉ? Đấy, 6. 6 trừ 4 sẽ bằng 2, được chưa? Đấy, C, C phẩy. Đấy. Đấy, thế còn cao độ thì bằng 3, được chưa nhỉ? Đấy, 3. 3 trừ 0 bằng 3. 3. Đấy, thế là xong tọa độ. Đấy, thế bây giờ chỉ đi tính tích có hướng là ra vector pháp tuyến của hai mặt phẳng, đúng không? Đấy. Tính tích. Thế thì bây giờ sẽ vector AM và AC phẩy này. Đấy, AM. Đấy, AM. AM sẽ là 0, 2, 3 này. Đấy, thế còn AC phẩy. AC phẩy sẽ là trừ 3 phần 2, 6, 3. Thế là giờ có ngay tích có hướng, đúng không? Ngay tích có hướng của AM và AC phẩy. Đấy. Có ngay tích có hướng. 2 x 3 là 6 này. 6 trừ 6 trừ 18, đúng không? Thì trừ 12, được chưa nhỉ? Đấy, trừ 12. Ba nhân đây là trừ 9 phần 2 này. Đấy, trừ 9 phần 2 đúng không? Trừ trừ 0, trừ 9 phần 2. Đấy, trừ 9 phần 2. 0 nhân 6 là 0. Đấy, trừ 2 nhân đây là trừ trừ thành cộng. Cộng 3 đúng không nhỉ? Đấy, 3. Đấy. Đấy, tích có hướng của AM và AC phẩy. Đấy, tương tự đấy, cho mặt phẳng BA phẩy C này. Thì có BA phẩy này. Đấy, BA phẩy. Đây, A phẩy đây, B đây, trừ trừ, đấy, trừ 6, trừ 9 phần 2 đúng không? Trừ 9 phần 2, B A phẩy, đấy, đây trừ đây sẽ được trừ 9 phần 2, đấy, trừ 9 phần 2 này, đấy, đây trừ đây là 23, đấy, 23.
Đấy, BA phẩy, CA phẩy. CA phẩy. Đấy, đây là trừ 3 phần 2. Đấy, 2 trừ 4 là trừ 2. 3 giữ nguyên. Đấy, tích có hướng của BA phẩy và CA phẩy. Đấy, sẽ bằng. Hai nhân ba là sáu này, sáu cộng cộng sáu thành 12 đúng không? 12. Ba đây là trừ 9/2. Đấy, trừ đây là trừ 27, thành cộng 27 đúng không? Trừ 9 cộng 27. Đấy, trừ 9 cộng 27 là cộng 18 được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, 18/2 thì là được 9, được chưa nhỉ? Đấy, 9. Trừ 9 này. Cộng 27 này. Đúng rồi. Thì là 18. Rồi, 9. Trừ 9 phần 2 nhân 2 đây là 9 này. Đấy, đây là 3 này. 3 đúng không? Trừ trừ thành cộng đúng không? 9 cộng 3 thành cũng thành 12 được chưa nhỉ? Đấy 12. Thế thì đây pháp tuyến. Đấy, đây là pháp tuyến của hai mặt phẳng đúng không? Đấy, pháp tuyến của hai mặt phẳng. Thế thì xem nào. Đây là rút rút ba cái này là bằng n nhá. Đấy, cái dưới này đây là bằng n phẩy nhá. Đấy, thế thì n sẽ bằng rút trừ 3 ra ngoài được chưa nhỉ? Đấy, trừ 3. N bằng trừ 3 nhân với cả 4 này. Đấy, 4 với cả 3 phần 2 này. Đấy, còn đây là đây sẽ là trừ 1 được chưa nhỉ? Đấy, hoặc là rút cả cái mẫu này ra ngoài đi. Được chưa? Đấy, rút mẫu này ra ngoài. Đấy, thì đây lên 8, đây 2 được chưa? Đấy, trừ 3 phần 2 nhân với cả tám này, 3 này, trừ 2 này. Đấy, thế còn n phẩy. Đấy, n phẩy rút 3 ra ngoài được chưa nhỉ? Đấy, thì còn 4 này. 3, 4. Đấy. Đấy. Đây là A đi. Đây là B đi. Đấy, trừ 3 phần 2A. Được chưa nhỉ? Đấy, trừ 3 phần 2A. Đây là bằng 3. 3B. Đấy, thế bây giờ tính AB thôi cho nó gọn nhé. Đấy. Nào. Thế thì sẽ tính tính cốt của đấy, góc giữa hai vectơ này. Đấy thì sẽ bằng 24 này. À 32. Đấy 32 cộng 9 này trừ 8 này. Đấy trên. Đấy, độ dài đây là
căn của 64 này cộng 9 cộng 4 này, căn 77. Căn 77. Đấy, còn độ dài của vector này thì sẽ là 16 cộng 9 này. Căn 41. Căn 41. Thế thì 33 đúng không? 77 nhân 41 nhân căn 77. Bảy bảy nhân 41 sẽ được 3157. 3157. Đây nó là góc nhọn. Đấy, góc giữa hai vector này là góc nhọn thì lấy luôn làm góc giữa hai mặt phẳng, được chưa? Đấy, thì kem có ngay. Đấy, góc giữa hai mặt phẳng chính là góc giữa hai vector pháp tuyến này. Đấy, còn nếu đây nó là tù thì kem sẽ lấy bù, đúng nhỉ? Đấy, có ngay đúng không? Bù nhé. Đấy. Đấy, còn đây nhọn. Nhọn thì lấy luôn, không phải lấy bù nữa. Đấy, thế thì 31 đúng không? Đây 31, đây là 35 đúng không nhỉ? Đây 31. Đây chính là C. Kem chuyển. Min à? Cái module này min. Thì kem khai thác cái tổng hai module này nhé. Đấy, khai thác tổng hai module này. Đấy, các em sẽ có là A cộng 3 bình đúng không? Cộng với cả B cộng 2 bình. Căn. Cộng với đấy, A trừ 3 bình này, cộng B trừ 6 bình này. Cái này bằng 10. Thế thì ở đây nó là độ dài hai đoạn thẳng. Được nhỉ? Độ dài hai đoạn thẳng. Thế giả sử là A là biểu diễn số phức Z này. Thế còn B thì sẽ có tọa độ là -3. Đấy, -3 -2. Đấy, thế còn C sẽ có tọa độ là 3 36. Đấy, thì đấy, sẽ có BC. Đấy, BC bình sẽ bằng 6 bình cộng 8 bình 100 đúng không? Đấy, 100.
Thế suy ra BC bằng 10 đúng nhỉ? Đấy, BC bằng 10. Đấy, BC bằng 10. Đấy. Đấy, bằng 10 thế thì bằng bằng tổng của AB cộng AC đúng không? À, thế có nghĩa là A nó sẽ nằm giữa B và C đúng nhỉ? Đấy, A nằm giữa. Đấy, suy ra A nằm giữa B và C. Đấy, suy ra A thuộc đấy, thuộc đoạn đoạn BC. Đấy, thế mà vector BC này. Đấy, vector BC thì sẽ là 6 8 này. Thì suy ra phương trình của BC đúng không? Đấy, phương trình tham số đi. Đấy, sẽ là 3t 3t trừ 3. Đấy, y sẽ bằng 4t nhỉ. Đấy, 4t 4t trừ 2. Đấy. Đấy, phương trình tham số của BC đúng không? Đấy, BC. Đấy, thế thì tọa độ của A sẽ lấy theo theo phương trình này được chưa? Đấy, lấy theo phương trình này. Thế thì thế vào đây. Đấy, thế vào đây. Thì đây A sẽ là đấy, 3t trừ 3. Đấy, 4t trừ 2. Thì mô đun của Z cộng 8 trừ 2y đấy, sẽ bằng sẽ bằng bình phương đi được chưa nhỉ? Đấy, bình phương mô đun đi. Đấy, sẽ bằng phần thực này cộng 8 bình đúng không? Đấy, thì sẽ bằng 3t 3t cộng 5. Đấy, 3t cộng 5 bình này. Đấy, 3t cộng 5 bình. Và phần phần ảo này trừ 2 đúng nhỉ? Đấy, thì thành trừ 4 đúng không? Đấy, cộng 4t 4t trừ 4 bình này. Đấy, thế đi à. Rồi. Rồi. Đây là 9 này, cộng sẽ bằng 25t bình đúng không? Đấy. 25t bình. Đấy, đây là 30. Đây là trừ 32 đúng không? Đây trừ trừ 2t. Đấy, trừ 2t. 25 với cả 16. 25 với 16 41 đúng không? 41 nhỉ? Hay 41. Đấy, cộng 41. Cộng 41. Cộng 41. Đấy, thế thì sẽ bằng đấy, bằng đấy, đây sẽ là 5 5t trừ trừ 1/5 đúng không? Đấy, 5t trừ 1/5 này. Đấy, tất cả bình này. Đấy. 5t trừ 1/5 tất cả bình. Đấy. Thế thì phải trừ đi 1 1/25 đúng không? Đấy, 41. Đấy, 41 trừ 1/25. Đấy, 41 trừ 1 chia 25 bằng 1024 phần 25. Đấy, cộng 1024 đấy, phần 25. Đấy, thế thì luôn lớn hơn hoặc bằng 1024 phần 25 đúng không? Đấy, cái này. Đấy, luôn lớn hơn hoặc bằng đấy, 1024
Rồi phần 2 năm. Đấy, dấu bằng xảy ra. Đấy, đặt cái bình phương này bằng t được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, kem có t đấy, luôn lớn hơn bằng 1 đấy, 1024 đấy, phần 25. Đạt giá trị nhỏ nhất. Cái bình phương này min thì đấy, thì cái này cũng min đúng nhỉ? Đấy, cái này min khi bình phương min đúng không? Đấy, bình phương min. Thế thì nhỏ nhất khi t bằng đấy, nhỏ nhất khi t bằng 1/25 đúng không nhỉ? Đấy. Đấy, dấu bằng xảy ra khi t bằng 1/25. Đấy, 1/25. Một phần hai năm t bằng 1/25 thế thì đấy, lúc đấy sẽ rút ra a được chưa? Đấy. Đấy thì sẽ suy ra a. Đấy. Sẽ có a này. Đây. À, thế thì 3 trừ 7 năm đúng không? Đấy, 3 trừ 7 năm thì trừ 72 nhỉ. Đấy, trừ đấy, 72 phần 2 năm. Đấy, thế còn B đây. Đấy, 4. Đấy, 4 trừ 50. 4 trừ 50 thì được trừ 46 đúng không? Đấy, trừ 46. Đấy, trừ 46. Đấy, trừ 46 phần 25. Đấy, tọa độ của A. Thế thì A cộng B. A cộng B thì sẽ được trừ 1 18 đúng không? Đấy, thế thì sẽ suy ra A cộng B đấy, sẽ bằng trừ 118 đúng nhỉ? 7 cộng 4 là 11 đấy, phần 25. Thế là D đúng không? Đấy, các em có D nhỉ? Đấy, D. Đấy là câu 40.
Đấy, các em chuyển 42. Bảy điểm cực trị. Bảy điểm cực trị. Thì đặt cái này bằng Fx nhé. Đấy. Đấy, đặt cái này là Fx này. Đấy, các em đi đạo hàm đúng không nhỉ? Đấy, đạo hàm. Đấy, các em có F phẩy. Đấy, F phẩy sẽ bằng 15x mũ 4 này. Trừ 75. Trừ 75 x bình cộng 60. Cái này bằng 0 sẽ tương đương. Đấy. Mà 15 trừ 75. 15 trừ 75 60. Đấy, sẽ được là x bình bằng 4 và x bình bằng 1. Đấy, thế thì sẽ được x bằng cộng trừ 2 và cộng trừ 1 đúng không? Đấy, cộng trừ 2 và cộng trừ 1. Thì các em vẽ bảng biến thiên nhé. Đấy, vẽ bảng biến thiên. Đấy, các em có x này. Là F phẩy. Âm vô cùng này. Trừ 2. Trừ 1. 1. 2. Không, không, không. À, lớn hơn 2. Lớn hơn 2 thì sẽ dương, đúng không? Đấy, lớn hơn 2 thì sẽ dương. Đấy, đan dấu đi. Đấy, trừ 2. Đấy, trừ 2 thì... Đấy, thay vào đây. Ờ, 32 đúng nhỉ? Đấy, 3 nhân trừ 32. Đấy, trừ, trừ 25 thành cộng 25 nhân 8 à. 25 nhân 8 trừ 120. Đấy, trừ 120 trừ 16. Đấy, sẽ ra m trừ 16. Đấy, m trừ 16. Đấy, tính xem khi bằng 1 thì bằng bao nhiêu nào. 1 này, dương vô cùng thì là dương vô cùng này. Đấy, 1 thì sẽ là trừ 3 này. Trừ 3 cộng 25. À, trừ 3 trừ 25. À, 1. 1 thì là 3 trừ 25. Ba trừ 25 cộng 60. 38. 38 cộng m. Đấy, 38 cộng m. Đấy, 38 cộng m. À, thế thì m trừ 16 này sẽ viết thấp xuống, được chưa nhỉ? Đấy, viết thấp xuống.
Đấy, m trừ 16. Rồi, thế còn bằng trừ 1. Trừ 1 thì trừ 1 thì trừ 3, trừ 3 cộng 25. Trừ 3 cộng 25 trừ 60 sẽ bằng trừ 38. M trừ 38. Đấy, m trừ 38. Thế còn bằng là 2. Đấy, bằng 2 thì bằng 2 thì sẽ đối với đây đúng không? Sẽ là 16, m cộng 16. M cộng 16. M cộng 16. Đấy, m cộng 16. Rồi. Đấy, thế còn là đây sẽ là âm vô cùng. Âm vô cùng. Đấy, đi lên đây. Đấy, xong rồi là đi xuống đây. Đấy, rồi đi lên đây. Đấy, rồi đi xuống xuống đây. Đấy, rồi. Đấy, từ đây đi lên. Đi lên. Thế là đây là bốn cực trị rồi đúng không? Đây là bốn cực trị rồi. Luôn có bốn cực trị này. Đấy, thế bây giờ để có ba cực trị. Đấy, để có ba cực trị. À, bảy cực trị. Đấy, để có bảy cực trị thì phải thêm thêm ba cực trị nữa đúng không? Đấy, thêm ba cực trị. Đấy, thêm ba cực trị. Đấy, thêm ba cực trị. Đấy, thêm ba cực trị thế thì khi mà 38 cộng m dương mà m cộng 16 mà âm này. Được chưa? Đấy. Đấy, 16 cộng m. Đấy, thầy cho nó thấp xuống tí để nhìn cho nó dễ hiểu được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, thế đi à. Đấy, các em hiểu là gì? Khi 38 cộng m mà dương, 16 cộng m mà âm. Đấy thì lúc đấy cái phần dưới này sẽ lật lên trên hết, được chưa nhỉ? Đấy, lật lên trên hết. Đấy, thế thì sẽ thêm được ba cực trị. Đấy. Đấy, ví dụ tại đây bằng 0 này. Đấy, tại đây bằng 0. Đấy, đây là 0 này. Đấy. Đấy, đây cũng là 0 này. Đấy, và đây cũng là 0 này. Thì sẽ phải lật lên, được chưa? Đấy, y bằng 0 ở đây, đúng không? Đấy, thì sẽ thêm được ba cực trị này. Đấy, được chưa nhỉ? Đấy, cực tiểu này lật lên trên thành cực đại và hai cái vị trí này là thành hai cực tiểu. Được chưa? Đấy, và đây một cực tiểu nữa, được chưa nhỉ? Đấy. Đây một cực tiểu nữa. Đấy, thế là sẽ thêm được ba cực tiểu đúng không? Đấy. Đấy, đấy là trường hợp. Đấy, 38 cộng m lớn hơn 0. Nhưng 16 cộng m
phải nhỏ hơn 0. Đấy. Ừ, thế thì trường hợp này, ở trường hợp này là m sẽ lớn hơn trừ 38. Đấy, m lớn hơn trừ 38 nhưng phải nhỏ hơn trừ 16, đúng không? Ừ. Đấy, thế thì đấy, từ 37, từ trừ 37 đến trừ 17, đúng nhỉ? Đấy. Thế thế là được 37 đến 17, được 21, đúng không? Đấy, 21 giá trị. Đấy, được 21. Ừ. 21 này. Ừ. 21. Đấy, trường hợp này là được 21 giá trị nguyên của m. Giá trị nguyên. Đấy, thế còn trường hợp 2. Đây, còn trường hợp nữa. Ừ. Còn trường hợp nữa. Là khi khi 16 trừ m dương, à m trừ 16 dương nhưng mà m trừ 38 lại âm. Được chưa? Đấy, m trừ 38 âm. Đấy. Đấy. Đây, bằng 0 đây. Đấy. Đấy, đường thẳng y bằng 0 nó sẽ cắt đồ thị. Đấy, cắt đồ thị này 3 lần. Được chưa nhỉ? Đấy. Cắt đồ thị 3 lần. Cái phần này âm, đấy, trị tuyệt đối thì phải lấy lật lên, đúng không? Thành cực đại. Đấy, hai vị trí này là thành hai cực tiểu. Được chưa? Đấy, thế và cái nhánh âm này nữa, nhánh âm này từ từ 0 này phải lấy đối xứng lên trên. Cho nên đây thêm một cực tiểu nữa là thêm được 3 cực tiểu, đúng không? Thế là cũng có 7 cực trị, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, trường hợp này. Đấy, trường hợp này là m trừ 16 phải dương nhưng m trừ 38 phải âm. Đấy. Đấy, thì cái này sẽ tương đương m phải bé hơn 38 nhưng phải lớn hơn 16, đúng không? Phải lớn hơn 16 nhưng phải nhỏ hơn 38. Thế thì là từ 17, từ 17 đến 37, đúng không nhỉ? Thế là cũng 21, đúng không? 21 giá trị nguyên dương nhỉ? Đấy. Đấy, trường hợp này thì 21 giá trị nguyên âm, đúng không? Đây 21 nguyên dương. Đấy, 21. Thế thì gộp hai trường hợp này lại sẽ được 42, đúng không? 42. A, đúng nhỉ? Đấy. 42 này. Đấy, sẽ là A. Nhà các em đã giải quyết xong câu 42. Thì hôm nay các em tạm dừng ở đây, hôm sau các em làm tiếp nhá. Chào các em.